học tiếng Nhật thì phải học kanji, phải học từ chi, học từ bộ thủ. Trước khi đi ngủ hãy nghe đủ 5 lần bài này, nó vần học cho dễ thuộc. Cồn sổ nhất một phiệt phẩy ất là cong, chủ một chấm xong còn quyết là sổ móc. Nhị hai đầu nắp nhân có nghĩa là người, vào nhập thập 18 thì là chữ bát. Quynh vùng biên giới chủy muỗng kỷ là bàn, băng trong lạnh băng còn vách núi là hán. Há miệng bộ khảm đao thì nghĩa là dao, bao bọc bộ bao còn phương là tủ đựng. Lực nghĩa là sức, tiếp thì là đốt tre, mịch lấy khăn che, che đậy là bộ hệ. Thụ lại lần nữa xem bói bộ bốc ư, riêng là bộ tư còn con là chữ tử. Gái là chữ nữ, tịch thì là tối đêm, khẩu miệng sông xuyên mái nhà là miên đấy. Kỳ tự mình vậy vì có nghĩa là vây, thi thì là thây, chật là cây mới mọc. Thốn thì là tấc, bước chậm là bộ truy, đến sau là tuy, còn học cho là sĩ. Đầu con nhím ký dẫn nghĩa là bước dài, cùng là chắp tay, to thì là chữ đại. Xích bước chân trái, cung thì là cái cung, người thợ bộ công, cân khan sơn là núi. Cột dây vào mũi, tên bắn là giặc đây, sam là lông dài, tiểu thì là nhỏ bé. Yêu là nhỏ nhé, ung là chân bị què, nghĩa mái nhà tre, còn thổ là đất mẹ. Phộc là đánh khẽ, can dự là bộ can, cái dìu là cân, còn xương tà là ngạt. Mặt trời là nhật, cây gậy là bộ thủ, con trâu là ngưu, còn cái tay là thủ. Cha là bộ phụ, cái kích là bộ qua, răng là bộ nha, còn lửa thì là hỏa. Khiếm là khiếm nhã, tim là chữ tâm, nguyệt là mặt trăng, văn trong văn học. Đấu là đấu thóc, còn vô nghĩa là không. Mao thì là lâm, còn họ là bộ thị. Hơi là bộ khí, tỉ thì là so bì. Cành cây là chi, còn nước thì là thủy. Dừng lại là chỉ, phương nghĩa là hình vuông. Mảnh gỗ là tường, còn phiến trong tàn phiến. Con chó là khuyển, chảo thì là móng tay. Mộc nghĩa là cây, còn hộ là cái cửa. Vô là đừng chớ, nói rằng là viết sao. Mỗi quẻ sáu hào, chữ hào trong kinh dịch. Bệnh tật bộ nành, trắng bạch ngọt là cam. Huyệt là cái hang, còn thạch là hòn đá. Ngói thì là ngõa, quả dưa là bộ qua. Bì nghĩa là da, còn mục thì là mắt. Đạp ra bộ bát thì là mũi tên, lập là đứng lên, còn huyền trong huyền bí. Ngọc là ngọc quý, lúa gọi là hòa. Sinh là sinh ra, còn dụng là sử dụng. Điền nghĩa là ruộng, sơ thì là cái chân. Nhựu là vết chân, con thú dẫm xuống đất. Thị là thần đất, báo trước được mọi điều, chẳng phải nhớ nhiều. Khi mâu là cây giáo, mễ là hạt gạo, mãnh là đĩa ăn cơm. Con dê là dương, còn lông chim là vũ. Phẫu đồ sành xứ, xuyễn lộn lẫn nhau. Nhi nghĩa là dâu, huyết thì là máu. Ông già là lão, cỏ thảo thuyền chu. Mịch là sợi tơ, thịt thì là nhục. Vằn lông con cọp thì là bộ hổ cơ. Cũng chẳng bất ngờ khi cây tre là bộ trúc. Ruột là cây bút, thần là bề tôi. Hành là đi thôi, cái cày là lỗi. Cứu là cái cối, sâu bọ là trùng. Chí là tận cùng, còn y là quần áo. Sắc là diện mạo, á là đậy tre. Nhĩ tai để nghe, còn thiệt là cái lưỡi. Võng là cái lưới, tự là tự thân. Kinh dịch một phần, đó là quẻ cấn. Nhìn là chữ kiến, cay là chữ tân. Thân mình là thân, còn biện trong biện luận. Thì giờ là thần, còn chân là túc. Thung lũng là cốc, bối nghĩa là sò. Chợt bước đắn đo thì là bộ quai xước. Sừng là bộ giác, tẩu thì là chạy đi. Trong 12 chi thì con gà là dậu. Đậu trong hạt đậu, lý nghĩa là xóm làng. Lời nói là ngôn, còn đất phong là ấp. Chỉ loài bò sát thì lợn xa xe. Rực rỡ màu mè, xích là sắc đỏ. Môn thì là cái cửa, kim nghĩa là vàng. Thanh là màu xanh, phi là không phải.
kịp thì là đãi chim đôi ngắn bộ truy. Cũng chẳng khó gì khi mưa là bộ vũ, gò đất bộ phụ, trường nghĩa là dài, phi nghĩa là bay, cây hẹ là bộ cửu, cái đầu là thủ, hiệt cũng là cái đầu, vi trái ngược nhau hoặc nghĩa là gia thuộc. Âm thanh nghe được thì nó là bộ âm, thực nghĩa là ăn, còn phong thì là gió. Thơm từ ngoài ngõ, hương nghĩa là hương thơm, gia thú bỏ lông thì là bộ cách, diện là bộ mặt, mã ngựa cốt xương, cách cái đỉnh hương, còn xưởng ủ rượu nếp, tiêu là tóc tết, đấu là đánh nhau, cao trong thấp cao, còn quỷ là ma quỷ. Bạn hãy nhớ kỹ, lộc là con nai, ma là cây gai, còn con chim là điểu. Cũng thật dễ hiểu, ngư là cá đây, lỗ đất mặn này, còn mạch là lúa mạch, màu đen là hắc chỉ là thêu may, hoàng màu vàng này, còn thử là lúa nếp. Mãnh là con ếch, cổ là cái trống to, thật là hay ho khi biết thử là con chuột. Cái đỉnh cái vạc là bộ đỉnh bạn ơi, ngang bằng là trai, mũi thì là tị, răng thì là sỉ, quy nghĩa là con rùa, được ví với vua, rồng là long nhé. Bộ dược sao nhỉ sáo ba lỗ này, bài giảng hôm nay cũng xin kết thúc. Tôi xin kính chúc các bạn học vui, nếu bạn biết rồi cũng xin chia sẻ cho các bạn trẻ những lớp người sau, chẳng phải đau đầu mỗi khi học đến.